Ngày 27 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Tiến Long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc xã Tân Tiến đã từng bước được đổi mới với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng và ngày càng thiết thực, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc xã tiếp tục phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Trong năm 2022 và năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên đã tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện xây dựng 22 tuyến đường tự quản với chiều dài hơn 7.550m bảo đảm 4 chỉ tiêu sáng xanh sạch đẹp, đã được Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt, công nhận, quan tâm hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà mới cho 8 hộ với tổng số tiền 665 triệu đồng. Công tác giám sát, phản biện xã hội được quan tâm. Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã triển khai thực hiện các cuộc giám sát những vấn đề mà nhân dân và cử tri quan tâm, được dư luận nhân dân ủng hộ và ghi nhận. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trương Việt Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mặt trận Tổ quốc xã Tân Tiến đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024 nhiệm kỳ tới đồng chí đề nghị mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên cần tiếp tục thường xuyên tuyên truyền vận động thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh chủ động nắm bắt dư luận xã hội quyết tâm bảo vệ đường lối của đảng pháp luật của nhà nước quy định của địa phương xây dựng khối đại đoàn kết toàn xã vững mạnh tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc triển khai có hiệu quả các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước nhất là cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các hộ gia đình chính sách người có công với cách mạng, các hộ nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tập trung thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội của mặt trận. Nhân dịp này, đồng chí Trương Việt Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến đã tặng hoa chúc mừng đại hội. Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, Đại hội đã nhất trí hiệp thương cử 31 ông bà vào ủy ban mặt trận tổ quốc xã Tân Tiến, nhiệm kỳ 2024-2029, hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự đại hội mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường trong thời gian tới.